Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển kinh tế và khoa học thần kỳ của Trung Quốc trong những năm gần đây. Trung Quốc nổi tiếng với những vụ đàn áp nhân quyền và bắt nạt các nước láng giềng trên cả đất liền lẫn trên biển. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận Trung Quốc đã đưa hơn 800 triệu người thoát khỏi nghèo đói, con số này tương đương 11% dân số toàn cầu. Từ những thập niên 60, GDP bình quân đầu người là 89 đô la và tăng lên 10.000 đô la năm 2020. Trong khi đó, những vùng nông thôn của Trung Quốc, trẻ em còn phải đốt rác vào mùa đông để sưởi ấm, thì ngược lại nơi các đô thị lớn lại cho ra đời 20 tỷ phú mỗi tuần. Điều đó nói lên rằng bất bình đẳng giàu nghèo giữa các vùng Trung Quốc là rất lớn. Đó là chúng ta đang nói về kinh tế, còn về tuổi thọ của người dân thì sao? Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc từ 44 tuổi năm 1960 lên 80 tuổi năm 2020. Vậy chính phủ Trung Quốc đã có kế sách như thế nào mà nền kinh tế của họ phát triển thần tốc như vậy? Bây giờ chúng ta cùng đi ngược về lịch sử của Trung Quốc để xem họ đã làm như thế nào nhé. Vào những năm 1937 đến năm 1949, kinh tế Trung Quốc bị suy thoái nghiêm trọng dẫn đến lạm phát khủng khiếp. Chính phủ Quốc dân đảng thời đó do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, ông đã cho in rất nhiều tiền để tài trợ cho cuộc chiến chống lại phát xít Nhật. Theo các số liệu báo cáo đã được công bố, vào năm 1937 có 3,6 tỷ nhân dân tệ được lưu hành, nhưng đến năm 1948 con số này đã lên mức 5 triệu tỷ nhân dân tệ được lưu hành. Chỉ vỏn vẹn 10 năm con số này đã lên gấp 1,4 triệu lần, điều này đã làm cho số người dân ủng hộ phe dân tộc chủ nghĩa do Mao Trạch Đông đứng đầu ngày càng tăng. Do đó vào những năm 1958 đến năm 1976, người dân Trung Quốc đã không còn tin tưởng bộ máy tham nhũng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo mà chuyển sang ủng hộ Mao Trạch Đông, nhưng đó chưa hẳn là quyết định sáng suốt. Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893 trong một gia đình nông dân nghèo ở Thiền Sơn, tỉnh Hồ Nam miền Nam Trung Quốc. Mao Trạch Đông không phải là nhà kinh tế học, cũng không phải là chuyên gia nông nghiệp. Trong thời kỳ đại cải cách bước nhảy lớn, hay còn gọi bước nhảy vọt, có khoảng 45 triệu người đã chết vì thất bại của ông ta trong nỗ lực cải cách các trang trại và hộ gia đình nhỏ sang một xã hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Cũng trong thời gian này, mức sống của người dân đã giảm xuống 20% so với trước đó. Trong kỳ đại hội đảng vào tháng 5 năm 1962 và những kết quả tồi tệ của cuộc đại nhảy vọt được nghiên cứu bởi Mao Trạch Đông, và Mao đã bị chỉ trích trước đại hội này. Những đảng viên cao cấp Dung Hòa như Đặng Tiểu Bình nhờ vậy giành được nhiều sự ủng hộ. Vào tháng 10 năm 1949, sau cuộc rút lui của Quốc dân đảng ra đảo Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1977 đến năm 1989, Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền, ông tuyên bố sẽ thay đổi đất nước. Ông có một câu nói nổi tiếng là, con mèo đen con mèo trắng, con mèo nào không quan trọng, miễn sao nó bắt được chuột. Thời kỳ cầm quyền của ông không có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế thị trường, điều này cho thấy ông có một tư tưởng rất hiện đại, chứ không cổ hủ như thời Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình đã lên kế hoạch cải cách mở cửa đất nước để phát triển kinh tế xã hội. Trước phiên họp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh dấu sự thay đổi kinh tế xã hội một cách chóng mặt, kế hoạch của ông là Trung Quốc luôn mở cửa và giao thương với nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây. Khoảng một năm sau kế hoạch cải cách mở cửa của ông, thì người hưởng lợi trước tiên là tập đoàn Boeing của Mỹ. Hãng sản xuất máy bay này đã công bố một lượng lớn hợp đồng sản xuất máy bay Boeing 747 cho chính phủ Trung Quốc. Cùng thời điểm này, hãng sản xuất nước uống có ga của Mỹ là Coca-Cola công bố sẽ xây dựng nhà máy tại Thượng Hải trong thời gian tới. Điều này cho thấy đường lối của Đặng Tiểu Bình phát huy hiệu quả rất tốt. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình có chuyến công du sang Mỹ gặp Tổng thống Jimmy Carter tại Nhà Trắng. Tại thời điểm đó, Đặng Tiểu Bình có nêu quan điểm sẽ đưa Trung Quốc phát triển mạnh về công nghiệp, mà cụ thể hơn là ngành sao chép chất xám mà chúng ta đang thấy bây giờ. Chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình là tư nhân hóa hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Giang tay đón nhận các khoản đầu tư từ nước ngoài cũng như khuyến khích người dân khởi nghiệp. Nhờ tư tưởng tiến bộ của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mà Trung Quốc có được sự phát triển vượt bậc. Từ năm 2002 đến năm 2012, Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền. Hồ Cẩm Đào sinh ra và lớn lên tại Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 1959, ông học khoa thủy lợi của Đại học Thanh Hoa, một trường nổi tiếng của Trung Quốc. Hồ Cẩm Đào được đánh giá là sinh viên xuất sắc. Hồ Cẩm Đào là người có xu hướng ôn hòa. Ông chèo lái đất nước Trung Quốc trong một thời vận mới,
thời vận Trung Quốc tiến lên công nghiệp và sự cạnh tranh, đối đầu đang ngày càng gia tăng từ nhiều phía. Về kinh tế, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị gia tăng mạnh. Việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội 2008 là cơ hội phát triển, nhưng sự phát triển quá nóng của nền kinh tế cũng dễ đưa Trung Quốc vào một cuộc khủng hoảng. Từ năm 2013 đến nay là thời đại của đế chế Tập Cận Bình. Ông ta có công không nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc khi duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trên 6% mỗi năm. Ngoài việc nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế thị trường, khi mà Trung Quốc có thị trường tỷ dân là miếng bánh béo bở cho các tập đoàn lớn trên thế giới. Trung Quốc đại lục còn ghi tên mình vào cuộc đua công nghệ của thế giới, khi mà ngành công nghệ là ngành cốt lõi trong phát triển kinh tế. Có thể kể đến như trí tuệ nhân tạo và ngành sản xuất chip. Trung Quốc ấp ủ kế hoạch dẫn đầu thế giới về lĩnh vực AI vào năm 2030 và phấn đấu đến năm 2025 có 56% người dân sử dụng mạng 5G. Và trong cuộc chiến này, người đàn anh là Mỹ có vẻ như đang bị bỏ lại phía sau. Hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh việc sản xuất chip để bù đắp thiếu hụt linh kiện trong nước. Khi bị Mỹ cấm vận một số công ty công nghệ được cho là gián điệp cho quân đội nước này. Và trong hệ sinh thái không gian mạng, Trung Quốc cũng không kém các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, tuy nhiên nó chỉ ở mức độ quốc gia mà thôi. Trung Quốc có QQ thay thế Gmail, Weibo thay cho Facebook, Baidu thay cho Google, WeChat thay thế cho Yahoo. Ngoài ra họ còn có TikTok, ứng dụng tạo video ngắn đang thu hút lượng lớn người dùng trẻ bây giờ. Có thể nói từ khi mở cửa và hội nhập, Trung Quốc đã khai thác hết tiềm năng sẵn có của mình. Để phát triển một cách thần kỳ mà ít có quốc gia nào làm được, nhưng có được những thành công đó phải kể đến công lao của những người lãnh đạo đất nước, họ có con mắt nhìn xa trông rộng. Còn các bạn có những ý kiến khác có thể comment dưới một bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những tin mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.